đây ngồi. Trời ơi mẹ, một tay ấm sân hà, một tay dắt bà nội. Ngồi. Ngồi xuống đi. Ngồi đây coi ba làm việc, mẹ làm việc nghe. Hôm nay Sơn Hà ra phụ mẹ. Sơn Hùng nãy giờ là phụ mẹ xé bao bì phải không? Làm lại bao bì mới phải không? Nóng quá ha. Mà giờ có nóng gì mình phơi lạp xưởng mới ngon. Nóng nha, chảy. Ai mồ ai cũng đổ mồ hôi hết. Ăn chảy mồ hôi trên. Lạp xưởng đang ngon quá kìa. Mẹ xíu bữa nay hàng quá về nhiều ha. Lu bu. Hôm nay đồ chơi về nhiều em hả? Hôm nay xiến về quá chừng luôn. Mấy cái rẻ rẻ cỡ mười mấy hai chục ngàn nè, rồi tới như xe điều khiển trăm mấy, rồi mấy chiếc xe cho mấy bé ngồi chơi được nè, rồi đạp được mấy trăm ngàn nữa. Lạp xưởng giờ được nắng ngon rồi mẹ, hy vọng là nắng mạnh mạnh xíu nữa đang mình khỏi sấy. Dạ, vài tiếng nữa. À, cả nhà thấy phơi nó đỏ lên nè. Rồi nắng lên á. Được không? Mình thì thích phơi nắng hơn là sấy. Với lại mình cũng tiết kiệm được điện nữa ha. Tại vì trước giờ thì lạp xưởng truyền thống mình là phơi nắng. Vô phá xe hả bà nội? Ừ. Giúp vậy. Tính vậy đó. Chơi bà cố nè. Ngồi chơi bà cố một xíu nữa rồi mình vô nấu cơm ăn, cũng tới giờ trưa rồi ha. Ngoại ăn cơm gì mẹ? Lát nữa mình nấu canh mướp đó, thì mình thịt chân khô. Dạ. À, khô bữa rồi con đem về nhiều lắm ở trên cửa hàng Nam Việt Shop á. Vậy là bữa nay mình ăn canh. Canh mướp. Canh mướp. Hoàng Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay thì mình có canh mướp với lại khô. Cô ở trên Nam Việt Shop thì mang về khá là nhiều ha. Khô lóc, khô sặc, lù đù, cá kèo, cá dứa đủ thứ á. Mà không biết bữa nay mẹ cho mình ăn món khô gì. Lát coi cây. Cái gì lấy. Dạ. Khô sặc thì chắc mình làm gỏi ăn ngon hơn ha. Rồi mình nướng. Chọn xài xanh đó. Dạ. Tháng này không có xài xanh thôi này. Ngoại đói chưa? Chưa đói hả? Dạ. Đã ngoại khó nghe mà ra phía trước xe ồn quá. Nè không nghe. Trời ơi nó leo rồi bà nội. Hả? Chơi mình nó không sao đâu. Nó chơi mình nó leo được rồi, biết rồi. Không té. Chỉ có anh nó vô nó hay bị té. Nó chơi mình thì không sao á, anh hai đừng có lại khiều nó nghe. Giờ nó biết đón được cái nào nguy hiểm và cái nào đi được. Nó chở gần gần cái nó đi qua nó không có bò. Dạ. Ừ. Nay ở đây quậy đầu của mẹ nè. Bữa nay mẹ được nhiều đồ quá hả Sơn Hà? Ừ. Nhiều đồ chơi quá. Nó leo nè. Nó leo không à bà nội? Không thèm đi dưới đất nè. Leo con ngày u đầu đó. U đầu đó. U đầu á. Bên đây là khu vực xe điều khiển của mẹ Sơn Hà bán. Sơn lấy hết những miếng làm xích đu hả? Con lấy hết tấm làm xích đu nè, nó bị trống nè. Cái tấm này vừa lấy ra. Té đó, té đó. Trời ơi. Rồi mẹ nó dám chồm qua. Ngang dữ. Trời ơi, cái áo gì cái sóc xếp dữ vậy nè. Kéo quần xuống nè. Ừ, kéo xuống nè. Vậy. Sao không muốn tắm phao hả? Để chiều nay phơi lạp xưởng xong á mình mới có sân con. Lạp xưởng đang chiếm mất cái sân của mình rồi. Này chắc vài tiếng nữa được mà ha, lạp xưởng nè. Dạ. Cái dây mướp ở trên đó mà không có trái nào ta, trên nóc nhà. À, thay dây mướp nè. Mà sao không thấy trái nào hết, lá không à? Nó héo rồi mẹ. Nó tàn ha. À, bữa trước mình hái thì ở trên cái đây thì nhiều, trên cái cây mận nè. Dạ. Nhiều vậy hả? Ủa mà sao cái máy lá hồi xưa hay làm cái nhà lụp sụp vậy ta? Giờ mình làm cái máy cao như vậy thì nó sẽ hay hơn á mẹ.
xưa hả mình nó thấp đã tốn cây đã tốn cây hả nó không có dòng gió à cao sợi gió thổi hốt để cắt được sụp được chứ mấy trăm đi tới chỗ đầu luôn dạ phải không khoan vô vậy thì nước đó, nó sẽ dễ bị làm hư lá cũng thấp bằng, cũng bằng cho nó chùi nhưng mà nó thấp dạ đi đâu có nhà lá đâu có cách ngang như nhà mấy tôn được dạ chứ bằng cách mấy xuôi còn mấy tôn thì cách phải ngang trước có một trái mướp rất là già mà to ở trên kia mà không biết lấy hột ra không để nó cái già lấy hột được dạ ta đồng luôn bữa rồi mình không sót mình không thấy á ôi lá xương sâm nó to nè mẹ ơi to đụng luôn nè cả nhà thấy không đây nè lá này nó sung quá trời ha cái lá nhỏ nè cái lá nhỏ này thì mình thường thấy hơn à mà coi cái lá xương sâm nè cái lá lớn cái lá nhỏ quá lớn mà mặn gần gấp ba lần kia luôn dạ ơi trời chuyển mưa rồi vậy là chắc mình phải kéo lạp xưởng vô trước một cái nếu nắng thì tí xíu kéo lại để khoan đi dạ khi đám mây bay qua à, cả nhà mình biết nắng ở miền Nam nó vậy đó thí dụ giống như là mưa qua một cái rồi là nó nắng lên liền à chứ nó không có mưa giống như ở miền Bắc ha miền Bắc thì đó lúc em ra là hình như là mưa mà cái mùa mưa là thấy từ sáng tới chiều luôn cứ mưa phùng mưa nước rất vậy đó mà mưa cả ngày ở miền Nam mình á Sài Gòn ha mưa thì đùng 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 nhưng mà mưa qua cái khô con mà đi xe máy là chạy có tầm khoảng 1-2 cây số mà phải mặc áo mưa 3 lần tại khi nắng lên á thì nó nóng vậy lắm cởi ra rồi xíu chạy đoạn là gặp đám mây dạ mưa nắng gắt lắm à, cả nhà thấy đang mây đang kéo tới kìa dạ dạ chỉ chờ 2-3 tiếng nữa là xưởng khô rồi mà chưa được còn không được thì chiều phải sấy nó thêm mấy tiếng em đang sạc xe hả ừ mình thu dọn lần lần đi chuyển mưa vậy bây giờ Sơn Hùng kéo sao đồ chơi vô đi con vô đặng nấu cơm ăn Sơn Hùng phụ mẹ nè Sơn Hùng ra đây ừ mình kéo lạp xưởng vô trước dạ để con rồi mẹ với Xuyến đang đẩy sao đi không mình lót cái giấy bên dưới đằng cho mở nó không nhiễu Sơn Hùng lấy cái bạch ra Sơn Hùng em đang ngậm nè cái gì cũng ngậm miệng hết rồi hết mưa phơi tiếp rồi bà. Ừ, hết mưa phơi tiếp. À. Ôi, nó phá. Đó rồi nó quậy kìa. Không. Rồi phòng. Rồi vô nè, mẹ xuyến đến đường nè. Phụ mẹ đi, phụ mẹ em. Chân bên kia. Nhấc cái bánh xe lên. Rồi, bên đây anh nhấc rồi. Rồi. Rồi cho hai sao vô được rồi đóng cửa lại bác em đóng cửa sắt lại mưa tới rồi nhiễu mỡ dạ rồi mưa tới rồi dọn hàng vô rồi cả nhà thấy lu bu suốt cả ngày thấy không cái cửa này chạy lên chạy xuống ngày không biết bao nhiêu lần nè trời mưa thì kéo xuống nắng thì đẩy lên rồi xong được không em xíu xíu không bộ mẹ xíu đi rồi mưa tới rồi đẩy sao rồi chơi vô đó, nhà mình làm cơ động vậy đó đừng, có thể kéo ra kéo vô được mình trưng bày cũng được mà khi cần thì mình kéo vô cái đóng cửa à, mưa tới rồi cả nhà ha
Đi lại ba. Đi lại ba nè. Sơn Hà lại đây. Ừ, đứng dậy, đứng dậy, đi, rồi. Lại đây nè. Lại ba chó. Lại ba chó cái này nè. Ừ. Lại ba, đây nè. Lại đây. Không vô đi mà. Đi lại đây con. Tôi không thấy cây chổi đâu, cho ba mượn đi, ba dụ em đi lại cây. Đây, cho không. Nè, cho con nè, Sơn Hà. Cho con nè. Bảo kiếm nè. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Phải đứng dậy mới được. Nè, đứng dậy đấy. Đứng dậy. Đứng dậy nó cao không chứ. Nó không có đồ dịnh á. Rồi, dịnh đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy. Không chịu. Không chịu mà đồ quà. Không chịu mà sao đồ quà. Bắt nhà đi. Bắt nhà giùm mẹ. 10.000 ký rồi qua ăn nửa ký, còn nửa ký nè. Vậy mua nhanh hơn trồng phải không? Nhanh nhiều. Buông nó ra đi ha con, kệ nó con. Buông buông em ra. Nó bò lại mẹ mà. Ừ. Kệ nó đi con, kệ nó em luôn. Anh hai suốt ngày cứ bắt nhỏ lại, nhỏ la làng. Đó. Thích lại mẹ mừng thấy mò con. Kệ mình. Rồi nội đó, mừng quá. Ba tay hai người. Thương chưa? Thương á hả? Cho chị đứt tay nha. Ừ, ơi. Mẹ. Mẹ đó. Ê, cho em trái nho đi Sơn Hùng. Ăn nho, ăn nho kìa, ăn nho. Bây giờ đi ăn nho. Để anh hai cho trái nho. Ừ. Đi đi lấy nho ăn. Rồi cái dao. Cho anh cho nè, anh cho nè, anh cho nè. Cho mày lột, cho mày lột. Cho con trái nè, cho anh trái cầm. Trời ơi, nó táp, nó táp. Đói gì lắm hay sao vậy mà táp liên tục vậy? Dạ nghe gì vậy? Nó lẹ lắm. Dạ Xuyến làm không kịp với Sơn Hà. Nó lăn xăng lộn xộn. Sơn Hà ơi. Ôi, nguyên trái luôn vậy đó. Ờ, nhai nguyên trái luôn. Giỏi, giỏi, giỏi. Giỏi, giỏi, đứng giỏi. Nó có cái gì dịnh cái nó đứng lẹ lắm. Nó đi, nó giỏi, nó đứng dịnh đi. Đi đâu? Đi, đi. Đâu vô đây? Đi đâu? Đi, đi. Đánh xa nữa chứ. Đi, đi, giỏi. Giỏi, giỏi. Đi, nổi nè. Đi lại nổi. Nổi nè. Đi lại đây. Đi lại nổi nè, đó, đi lại nổi. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy, giỏi, 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 giỏi nè. Kéo bữa nay chị Sơn Ca không về ăn cơm hả mẹ? Về chứ. Về chứ. Sơn Hùng chơi bà cố nghe Sơn Hùng cho bà cố đỡ buồn nghe con. Dạ. Trời nắng lên rồi nhưng mà còn mây nên là mình khoan kéo lập xưởng ra em. Khoan hả? Cả nhà thấy mưa. Đồ chơi xuyến rớt. Dòng gió. À, má hai về cả Sơn Hùng. Sơn Hà. Má hai về kìa con. Má hai về chạy ra đón đi nhanh. Dạ má hai về kìa. Má hai về đó. Mới nhắc chị Sơn Ca nè, nói sao không về ăn cơm. Chị định về rồi, cái gì cũng không gọi. Mệt mưa không? Mưa gió hết rồi. Dạ nãy em với mẹ với Xuyến mới xách lập xưởng chạy vô đó. Mà thấy có nắng. Có nắng gần khô rồi. Rồi còn mây nên chưa dám kéo ra. Má hai về đi con. Thôi. Không nữa. Dạ. Ngoại ăn sáng trễ. Ăn sáng trễ. Dạ. Anh Yên nấu cơm xong rồi giỏi ghê không? Dạ. Nãy chạy qua mẹ xin me. Không biết bữa nay nấu món gì vậy? Thấy xin me đó mà không biết là món gì. Má hai về, má hai về. Má hai về làm bộ, bò tới nơi mà không.
Vào tới nơi mà không thèm lên nè. Giả bộ rồi ơi. Ê, giả bộ kìa, đi ra đây con. Đi ra đây. Thấy anh hai lên chỗ cái hàng đồ chơi. Đây là thưởng mình còn hơn chút nữa hay. Chút mình chờ thêm 1-2 tiếng nữa chị. Nó lên trển nó dọn cái hàng mẹ nó nè đó. Nó cắn hả sư không? Cắn còn phải không? Hai ẩm cho ăn cái. Mướp nhỏ nhỏ dễ ăn mà ha, vừa ăn. Ngon. Nhà mình thì thường trồng mướp to không à? Cái này tại giống nhỏ hay là mình hái sớm mà? Giống nhỏ chứ họ không có hái gì cũng vừa rồi nè. Dạ. Chứ nó không có lớn nữa. Lớn nữa là mướp nó già. Để lớn nữa là nó già, vậy là vừa ăn rồi nè. Dạ. Để nguyên con hả, không có băm nó ra hả? Có, mà cắt yeah. Cho nước nó ngọt. Này mình có cho nước không mẹ? Có. Nó xào nó đặc như nó canh đặc. Dạ yeah. Chứ xíu thôi, chứ nhiều quá ngọt cái khó ăn lắm. Xíu rồi. Dạ yeah. Canh chua bỏ đường. Canh rau không có bỏ đường. Mà canh mướp lại bỏ miếng đường. Canh rau không bỏ đường hả? Canh rau không có bỏ đường. Rồi cho nước vô. Mình làm đặc đặc á. Dạ. Chút mướp nó ra nước. Kêu xào chứ mình như nấu canh vậy. Mà không có lỏng, không có lỏng bỏng. Còn mày rửa hết luôn hả mà? Rửa hết nha. Dạ. Vậy là mình chiên được, nhưng mà còn cái cá lưỡi trâu là tí xíu để lại mấy ngầu đường sau ha. Chiên qua hết đi. Dạ. Rồi kêu nguyện miếng đường mình riêng. Còn cá này nướng cũng thơm đúng không? Ừ. Cá chỉ vàng. Không đậy nắp thôi mẹ. Không kìa. Khỏi cần đậy nắp thôi. Lau quế không? Lau quế. Tắt lửa luôn. Lau quế bên này. Lau quế luôn. Mướp nấu canh nước thường phải có lau quế. Dạ. À. Hợp ha. Thơm lắm. Canh mướp này nấu với tôm, rồi nếu mà cả nhà mình thường nấu với ếch cũng ngon lắm. Bữa nay bữa cơm đơn giản cả nhà ha, giống như hồi xưa mình cũng hay ăn canh mướp với khô. Hồi xưa ăn khô cá phèn hả mà? Xưa ăn nhiều thứ lắm, khô cá đổng. Cá đổng à, con nhớ này. Dạ. Hai món đó là ở Cù Lao mình hay ăn. Để nó rẻ tiền nhất. Có mồng gà nữa. Gà thì ăn vậy chứ nó xương lắm sao. Dạ. Có phèn con. Thì xưa nhà mình chỉ ăn những cái con khô mà rẻ tiền nhất mà. Có mồng gà với có phèn rẻ tiền. Vậy luôn ha. Cái chảo. Vậy vậy khỏi gấp, nó nằm trong nguyên ngày luôn. Rồi cái chị vàng này cả nhà mình có thể uống bia cũng ngon nữa, tại nó gia vị hơi mặn ngọt ngọt chút xíu nhạt nhạt á. Còn mẹ thì thường mẹ chiên là rửa lại hết. Nên mà khô mà cả nhà mình cũng nên rửa lại để cho nó bớt mặn một xíu ha. Tại vì khô phải mặn mới bảo quản được. Mặn lạc thì mẹ cũng rửa hết chứ. Dạ. Nó mới ngon. Nướng lửa than hả? Ừ. Con cũng thích nướng hơn là chiên nữa. Nướng thơm. Cái kèo nướng cũng thơm đó. Ừ. Chiên cũng ngon. Mà cái món nào chiên á thì nó ít dầu mỡ cũng ngon thôi ha. Mà chiên thì nó ngon thì chiên. Yeah. Còn nó nướng thì nó ngon thì nướng. Chiên á thì nó không thơm bằng nướng nè. Nhưng mà nó cũng ngon nữa. Dạ. Yeah. Hồi xưa dầu nó cũng mắc mẹ. Hồi xưa ông bà mình hồi xưa là ăn đồ nướng thường. Chắc ăn đồ nướng thường nha, sống thọ á. Ai cũng 90% không à. Giờ ăn đồ chiên thì không bằng. Chiên về mươi dư mỡ rồi. Dạ. Dư máu trong mỡ rồi. Máu trong mỡ không. Cái này mình phơi chút nữa thôi. Dạ.
Quá trời, em với chị nãy giờ kéo ra kéo vô, nãy em với Xuyến kéo vô. Ờ, rồi kêu chị lên cao phụ kéo ra. Bởi vì nắng với mưa này cực quá chừng. À, cả nhà thấy ở miền Nam vậy đó, mưa vừa xuống ha, bây giờ bầu trời trong xanh lại nè. Nãy mưa ướt, đất ướt nhà hết ráo rồi. Tháng này vậy đó. Dạ. Bây giờ mình để phơi thêm 2 3 tiếng nữa chị ha. Trời nắng vậy chứ, nắng. Vậy chứ nó nóng. Nhanh lắm. Dạ. Giờ nắng đang gắt. Nó vô đây chút nữa chị thành chất lập xưởng luôn, đang thui luôn. Rồi để phơi chút nữa đi. Dạ. Cơm. Cơm không? Cơm với ngoại nè. Ngoại đó cơm mà. Mẹ khen là ngon rồi đó. Tại vì hồi xưa nhà mình làm bánh bán á cả nhà. Cứng quá không ngon đấy. Bánh hồi xưa cứng thì nó sẽ rã, nếu mà không cứng thì nó sẽ bị rã rời ra. Còn khô quá thì ăn nó hóc dữ lắm. Còn cái này nó mềm nó dẻo nè. À, vậy là cái này làm cũng hơi giống giống mẹ nè, cũng dẻo dẻo. Cái này nhân gừng với chuối. Dạ. Ngoại. Xẻ ra coi thử cái chị, có dao không? À, có khách thôi về đi. Ngoại ngồi trong nè ngoại. Ngoại ngồi trong đi. Ngồi trong đi. Cá cào gì giống luôn. Thử miếng. Đây, để thử cả nhà ha. Tại vì nay mấy năm không có làm chứ không làm là quảng cáo bán rồi đó. Nhìn thấy cái nhân cũng giống giống mấy năm nè, cũng dẻo nè. Nhưng mà cái này cái nhãn hơn cơ. Mời cả nhà nghe, ăn với cá lưỡi trâu, mẹ xào đường nè. Cơm đi má. Ngoại ăn cơm ngoại. Để thử cho cả nhà mình xem. À, sau khi mình ngào đường nó hơi hơi mát mát xíu nha, ngon lắm. Dạ. Con thích ăn cái đuôi. Nó giòn. Mà giờ ngào đường chắc hết giòn rồi. Ngon mà. Đây con cá lưỡi trâu thường ở mặn nên là cả nhà mình rửa xong rồi mình ngào đường thì ngon lắm. Con ngắt cái đuôi nó ra cho. Con bẻ cái đuôi. Rồi má tự cắn vào. Ngoài rau củ được bán lại nhiều rồi cả nhà ha, nên mình có rất là nhiều sự lựa chọn. Này đồ ăn được phong phú một chút rồi. Rồi mời cả nhà nghe. À, hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình lần vần buổi trưa với Xuyến, má năm với bà ngoại ha. Nào là cái xào lạp xưởng nãy giờ nó quấy rối chạy ra chạy vô canh. Bây giờ mình ăn cơm đi, ăn cơm bữa cơm với khô. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi tạm biệt cô chú. Cơm nữa con. Cho ăn canh vô. Ăn cơm xong rồi ăn bánh. Rồi bye bye cả nhà mình nghe.